Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế tiết lộ tình hình sức khỏe, xin cầu nguyện. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Mục Sư, Thượng Tọa Đại Đức, các bác sĩ, tu sĩ nam nữ, quý Sư Cô, Tăng Ni, Phật tử và toàn thể anh chị em, bạn hữu thân thương, các hội đoàn trong và ngoài nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho con khi thi hành sứ vụ giúp bà con trong mùa dịch. Đặc biệt đã hy sinh cầu nguyện, gửi lời hỏi thăm, động viên khích lệ đến con bằng nhiều cách khác nhau. Trong suốt thời gian qua khi con ngã bệnh từ ngày 18 tháng 8 đến nay, dù có bác sĩ giỏi đến phòng chữa bệnh và tập vật lý trị liệu đều đặn mỗi tuần 3 ngày, mỗi ngày 2 đến 3 giờ, Chúa cũng gửi nguồn thuốc và nước uống đặc biệt cho con chữa bệnh. Nhưng con mới khỏi bệnh khoảng 65% vì con vừa chữa bệnh, vừa cứu trợ và giúp bà con nhập viện. Hôm nay con chính thức nghỉ toàn bộ công việc cứu trợ, rời Sài Gòn đi vào nơi thanh vắng, dành thời gian tĩnh dưỡng, thay đổi phương pháp chữa bệnh, nghỉ ngơi và hồi tâm ôn lại kỷ niệm mùa dịch và lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài nước đã cho đi rất tinh tế, cho đi không mong cầu đáp đền. Quý ân nhân đã giúp chúng con có cơ hội trao thực phẩm, dụng cụ y tế và thuốc đến cho bà con nghèo trong cơn đại dịch. Không chỉ tại nơi mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này mà còn trải khắp các tỉnh thành lân cận vượt qua mùa dịch. Nhờ tình thương của quý ân nhân mà chúng con có thể trao chút yêu thương cho bà con di dân trên đường tràn từ Sài Gòn về quê, có thức ăn ấm lòng trên đường về quê nhà. Xin cảm ơn các bạn hữu cùng chí hướng trong tem cứu trợ khẩn cấp tuyến đầu về thực phẩm và y tế. Mình đã học được rất nhiều bài học từ các bạn, nhất là chúng ta luôn quảng đại, yêu thương, chia sẻ kinh nghiệm về tiềm năng và nguồn lực cho nhau. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Trương Hoàng Sơn, công ty cổ phần Việt Gia, một vị đại ân nhân Chúa gửi đến cho con thật đúng lúc. Đang khi sức khỏe con hoàn toàn trượt dốc, anh Sơn là bậc thầy của sự cho đi, đã cho đi một cách rất quảng đại, quá tinh tế và luôn ẩn danh như lời Chúa dạy. Cảm ơn anh Sơn đã cứu giúp nhiều gia đình và dòng tu tại Sài Gòn nhiễm bệnh được khỏi bệnh một cách nhẹ nhàng. Cảm ơn bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa trên cuộc đời của con khi toàn thân con bị tê liệt, khi chân con chẳng thể đứng vững, khi tay con chẳng thể viết nổi, bệnh nhức đầu và mất ngủ tái phát, thì Chúa lại gửi đến cho con bác sĩ Nguyễn Thanh Duy. Bác sĩ Duy còn rất trẻ, chỉ 12 năm tuổi làm bác sĩ, nhưng rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Bác sĩ Duy đang lấy bằng tiến sĩ khoa tai biến, vật lý trị liệu tại Univers của Bỉ. Trong thời gian này, bác sĩ Duy đang là giảng viên tại trường Đại học Y Dược và nhiều trường khác. Bác sĩ Duy không những giỏi về chuyên môn mà em kiên trì với con một bệnh nhân cá biệt. Em luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho con bởi sự chất phác, chân thành của em nữa. Lòng biết ơn của con xin đặc biệt gửi đến ơn đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến đã thường giúp cho con nhập viện, cho bà con một cách nhanh chóng, theo dõi cập nhật thông tin các bệnh nhân con gửi hàng ngày. Xin cảm ơn nhóm bác sĩ bệnh viện dã chiến, đặc biệt bác sĩ Vũ Quang Dũng đã giúp chúng con có thể cho đi trên 2.000 phần thuốc F0 cho bà con tại nhà và hiện nay hầu hết mọi người đã âm tính. Cảm ơn bác sĩ Dũng đã sẵn sàng cùng con chấp nhận những rủi ro nếu xảy ra chỉ vì muốn cứu mạng sống của bà con. Xin cảm ơn gần 100 cộng sự viên, các shipper, tài xế, xe cứu thương
xe cứu hỏa đã giúp cho các kho lưu động của Chúa tại Sài Gòn, Bình Dương, Đắk Nông đã tìm những địa chỉ cần được giúp đỡ để trao thực phẩm, thuốc và những ấn phẩm tâm linh đến cho bà con kịp thời trong mùa dịch. Mỗi người Chúa gửi đến đều là một quà tặng rất quý và có một chỗ đặc biệt trong trái tim con. Con chỉ biết đáp trả bằng lòng biết ơn trong lời kinh khấn nguyện mỗi ngày. Nguyện xin Chúa thương trả công và ban muôn ơn phước lành, bình an cho hết thảy những ai đã yêu thương, nâng đỡ, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất, và giúp con sống tốt hơn, trọn vẹn hơn trong ơn gọi làm người và làm con Chúa. Xin cho con luôn biết sống xứng đáng là người con yêu của Chúa và là người nữ tin kính, phụng sự Chúa đến hết cuộc đời mình.